Tình yêu luôn mới mẻ mỗi ngày, người ta dường như yêu nhau nhiều hơn sau những giấc mơ dịu dàng. Có lẽ vì thế mà một ngày Valentine dường như là chưa đủ. Bởi vậy, từ đất nước mặt trời mọc, một ngày lễ tình nhân nữa ra đời và nhanh chóng được các bạn trẻ đón nhận, đó là ngày Valentine trắng 14 tháng 3. Mặc dù không quá phổ biến ở Việt Nam như ngày Valentine đỏ 14 tháng 2, nhưng Valentine trắng là ngày được nhiều cặp đôi trên thế giới chờ đợi. Ngày 14 tháng 3, Valentine trắng là dịp để các cô gái biết được chàng trai mình thích có đáp lại tình cảm của họ hay không. Valentine trắng còn được biết đến với những cái tên như White Valentine, White Day. White Day diễn ra sau Valentine đúng một tháng, vào ngày 14 tháng 3, là dịp để những bạn nam đáp lễ các bạn nữ hoặc ngược lại. Cùng tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của ngày này để hiểu thêm về ngày lễ đặc biệt Valentine trắng 14 tháng 3. Nguồn gốc ngày Valentine trắng. Valentine trắng có nguồn gốc từ Nhật Bản, đi kèm theo một sự tết khá nhẹ nhàng, mộc mạc và dễ thương. Vào năm 1965 tại Nhật, một chàng trai bán kẹo dẻo muốn đáp trả lại tình cảm của cô gái thầm thương trộm nhớ mình hôm Valentine đỏ ngày 14 tháng 2, nên đã làm tặng nàng một hộp kẹo thật lớn, trắng như tuyết. Đó cũng chính là sự tết ngày Valentine trắng. Dường như ngày Valentine đỏ 14 tháng 2 ngọt ngào vẫn chưa đủ với những con tim đang yêu, vậy nên nhiều bạn trẻ tại Nhật đã lấy thêm ngày Valentine trắng để tỏ tình cảm với người thương yêu của mình. Sau ngày Valentine đỏ tròn đúng một tháng, nhiều bạn trẻ sẽ đáp lại người thương yêu những món quà mà họ nhận được trong ngày 14 tháng 2. Được biết, Valentine trắng tổ chức lần đầu vào năm 1978 do Hiệp hội Công nghiệp Bánh kẹo Quốc gia Nhật Bản tổ chức với mục đích để các chàng trai tặng quà đáp lễ cho các cô gái. Ở Việt Nam, ngày Valentine trắng không phổ biến bằng Valentine đỏ, nhưng vẫn có nhiều bạn trẻ dành tặng nhiều món quà đặc biệt cho đối phương, đặc biệt là tặng chocolate trắng. Ý nghĩa ngày Valentine trắng. Đến nay, ngày Valentine trắng dần được mọi người chuyển thành White Valentine, ngày đáp trả. Trong ngày này, không còn ý nghĩa gì hơn là việc sẽ đáp trả lại người con gái yêu thương của mình trong suốt thời gian dài những món quà hoặc lời nói cảm động, dễ thương và chân thành. Đừng bao giờ bỏ qua ngày 14 tháng 3 để làm những việc yêu thương với phái yếu. Mặc dù ngày Valentine trắng không phổ biến như lễ tình nhân 14 tháng 2, nhưng trong ngày này vẫn có rất nhiều người tặng quà cho một nửa của mình. Điều đặc biệt, trong ngày Valentine trắng, bánh quy, kẹo và sô-cô-la trắng được ưa chuộng thay vì những loại sô-cô-la thông thường. Valentine trắng còn được gọi là White Day. Những người trẻ tuổi tin rằng nếu một ai đó tặng bạn bánh quy vào ngày này thì điều đó có nghĩa là người đó yêu bạn. Kẹo có nghĩa là người đó thích bạn, còn nếu sô-cô-la trắng thì có nghĩa là chúng ta hãy làm bạn nhé. Bên cạnh đồ ăn, những món quà khác cũng được lựa chọn như đồ trang sức, túi xách, dây, khăn, thú nhồi bông. Ở Mỹ, một số anh chàng còn tặng đồ lót cho bạn gái của mình. Truyền thống Valentine độc đáo trên khắp thế giới. Nhật Bản. Phụ nữ Nhật Bản thường rất ngại ngùng khi nói về vấn đề tình cảm, nhưng trong ngày lễ tình nhân, họ sẽ là người thể hiện tình cảm của mình với người mình yêu bằng những món quà đặc biệt, thường là sô-cô-la. Truyền thống tặng sô-cô-la này bắt đầu ở Nhật Bản từ những năm 1936, khi công ty bánh kẹo Morozov ở Kobe đang quảng cáo đầu tiên vào ngày lễ tình nhân. Morozov đã đăng quảng cáo này trên một tờ báo tiếng Anh ở Kobe để thu hút những người nước ngoài vì họ thường kỷ niệm ngày lễ này. Đến những năm 1970, một hình thức quảng bá mới với ý tưởng từng loại sô-cô-la có ý nghĩa thể hiện tình cảm riêng. Có loại sô-cô-la dành cho đồng nghiệp, bạn bè, người thân, có loại dành cho người yêu và cả loại dành cho bạn bè là nữ giới. Trong ngày lễ tình nhân ngày 14 tháng 2, nam giới sẽ ngồi và hưởng thụ những món quà từ nữ giới. Và đến ngày 14 tháng 3, ngày lễ tình nhân trắng, nam giới sẽ trả lời đối với lời bày tỏ của nữ giới. Thường nam giới sẽ tặng lại một món quà kèm theo với sô-cô-la, thường là sẽ gấp 2-3 lần sau mỗi món quà họ nhận được vào ngày 14 tháng 2. Hàn Quốc. Cũng giống như ở Nhật, nữ giới cũng sẽ tặng quà cho nam giới vào ngày 14 tháng 2 và nhận lời đáp lại vào ngày 14 tháng 3. Nhưng họ có một ngày đặc biệt nữa, đó là ngày 14 tháng 4, ngày lễ tình nhân đen hay ngày lễ tình nhân dành cho người độc thân. Trong ngày 14 tháng 4, những người độc thân không có được những món quà nào sẽ thưởng thức món mì đen, jajangmyeon với bạn bè để chúc mừng cuộc sống độc thân. Người Hàn còn hay gắn những ngày 14 khác với chuyện tình yêu như là 14 tháng 1, ngày lễ bên cây nến, 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân, 14 tháng 3, ngày lễ tình nhân trắng, 14 tháng 4, ngày lễ tình nhân đen, 14 tháng 5, ngày lễ hoa hồng, 14 tháng 6, ngày của những nụ hôn, 14 tháng 7, ngày bạc, 14 tháng 8, ngày xanh, 14 tháng 9, ngày dành cho âm nhạc, 14 tháng 10, ngày dành cho những ly rượu, 14 tháng 11, ngày dành cho những bộ phim, 14 tháng 12, ngày dành cho những cái ôm. Đài Loan. Ở Đài Loan, người ta cũng có ngày 14 tháng 2 và 14 tháng 3 như ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng vào ngày 14 tháng 2 thì nam giới sẽ tặng sô-cô-la cho nữ giới và nữ giới sẽ đáp lời vào ngày 14 tháng 3. Đan Mạch và Na Uy. Mãi đến gần đây, người dân hai nước này mới bắt đầu kỷ niệm ngày lễ này
và họ cũng có những truyền thống riêng của mình. Get Gabriel là một bài thơ tình nhỏ mà nam giới sẽ gửi vô danh cho người phụ nữ mình thích và chỉ có gợi ý duy nhất số chữ cái trong tên họ ở phần người gửi. Người nhận sẽ phải đoán người gửi là ai, nếu đúng, họ sẽ giành được một quả trứng phục sinh và lễ phục sinh. Còn nếu không đoán được, thì họ nợ người gửi một quả trứng phục sinh. Slovenia. Ngày 14 tháng 2 ở Slovenia là ngày làm đồng đầu tiên trong năm. Thánh Valentine hay Giudaco là một trong những vị thánh bảo hộ mùa xuân ở Slovenia. Họ còn tin rằng những chú chim trên cánh đồng sẽ tỏ tình với con cái và kết hôn. Tình cờ thời điểm này cũng là thời điểm kiếm mạng đời của một số loài chim. Vì ngày 14 tháng 2 thường gắn với mùa mang, nên đến ngày 12 tháng 3, ngày thánh Gregory, họ mới kỷ niệm ngày lễ tình nhân. Họ cũng kỷ niệm cả vào ngày 22 tháng 2, ngày lễ thánh Vincent, và ngày 13 tháng 6, ngày lễ thánh Anthony. Phần Lan và Estonia. Ở Phần Lan và Estonia, thì ngày 14 tháng 2 thường là ngày lễ dành cho tình bạn hơn là tình yêu. Vì thế, trong tiếng Phần Lan và tiếng Estonia, ngày 14 tháng 2 được gọi là ngày lễ tình bạn. Trong ngày này, họ sẽ tặng nhau những tấm thiệp hoặc món quà cho bạn bè. Nhưng tình cờ, ngày này cũng là ngày họ thường tổ chức đám cưới hoặc đính hôn. Xứ Wales. Người dân nơi đây thường kỷ niệm ngày lễ tình nhân vào ngày 25 tháng 1, ngày lễ thánh Dwywen. Vì có một câu chuyện tình yêu cảm động của Dwywen trong huyền thoại luôn khiến người dân xứ Wales cảm động. Vào ngày này, người ta thường tặng nhau những chiếc thìa của tình yêu. Truyền thống này bắt đầu khi những người dân xứ Wales, thường là thủy thủ, thường làm những chiếc thìa bằng gỗ và tặng cho người phụ nữ mình yêu. Và những hình được khắc trên thìa cũng có từng ý nghĩa khác nhau. Anh Quốc. Vào những năm 1700, người phụ nữ độc thân ở Anh đặc biệt đặt 5 chiếc lá nguyệt quế vào mỗi góc gối và dưới gối để mơ về người chồng tương lai. Một cách khác là rắc lên lá nguyệt quế nước hoa hồng và bày chúng quanh gối với mong ước giấc mơ về người yêu. Nhưng hiện tại, những hình thức này trở thành truyền thống và ít người thực hiện. Norfolk, Anh Quốc. Ngoài những món quà như thiệp và hoa, người dân vùng này còn có một ông già Noel đặc biệt tên là Jack Valentine. Người này sẽ đi gõ cửa nhà từng đứa trẻ và lén để lại quà cho chúng. Tuy rằng không ai biết đến truyền thống này bắt đầu từ bao giờ, nhưng những người làm cha mẹ luôn biết đến và làm cho những đứa trẻ. Pháp. Ở đất nước lãng mạn nhất thế giới, họ có truyền thống riêng của mình với tên gọi thu hút tình yêu. Hoạt động này yêu cầu những người độc thân vào cùng những căn nhà và đối mặt nhau. Hai người trong nhà sẽ luân phiên gọi người khác vào cho đến khi họ tìm thấy cặp cho mình. Nếu nam giới không thích người phụ nữ họ gặp, thì họ chỉ cần rời đi để người phụ nữ đó gọi người khác. Những người phụ nữ không tìm được cặp cho mình sẽ cùng tụ họp lại và cùng nhóm lửa để đốt hay xé bỏ những bức ảnh người đàn ông từ chối họ. Họ còn vừa làm vừa chửi và việc này còn trở nên nghiêm trọng đến mức chính phủ Pháp phải cấm họ tụ tập sau sự kiện. Brazil. Người Brazil đón ngày lễ tình yêu có tên Dia dos Namorados của riêng mình vào ngày 12 tháng 6. Vào đêm trước ngày diễn ra lễ hội, các cô gái thường viết tên các chàng trai vào những mẩu giấy. Họ tin rằng cái tên nào mà mình bắt được vào ngày hôm sau sẽ là tên người sẽ cưới, hoặc ít nhất là người mà họ sẽ đi chơi cùng trong ngày tình nhân. Úc. Ở đất nước chuột túi, Valentine là một dịp tuyệt vời để bày tỏ tình cảm với người bạn yêu quý. Món quà của những người trong gia đình hoặc bạn bè tặng nhau thường là một tấm thiệp ghi những lời chúc nhỏ xinh. Thậm chí, cả hội độc thân cũng tặng nhau qua Valentine. Vào ngày lễ tình nhân ở Úc, tặng hoa cho người phụ nữ mình yêu đã trở thành truyền thống. Hoa hồng đỏ rất phổ biến, nhưng nam giới thường chọn những bó hoa với màu sắc và vẻ đẹp khác nhau mà họ cho là phái nữ thích nhất hơn là hoa hồng. Ngoài chocolate và hoa, những cặp tình nhân ở Úc còn tặng nhau một số món quà đặc biệt khác như giấy chứng nhận kết hôn hoặc những vật gắn với kỷ niệm của hai người kèm với lời chúc Valentine đáng yêu. Italy. Ngày lễ tình nhân ở Ý vốn xuất thân từ lễ hội mùa xuân, là nơi các cặp đôi sẽ tập trung trong khu vườn để cùng ngâm thơ và thưởng thức âm nhạc. Theo phong tục cổ xưa, vào ngày lễ tình nhân, nam giới Italy sẽ chuẩn bị cỗ xe đẹp nhất cùng người yêu dạo phố. Người Ý tặng nhau một loại chocolate rất đặc biệt vào dịp này có tên là Pasi Perugini. Một loại chocolate hạt dẻ được bọc bằng giấy bạc in những câu thơ tình nổi tiếng, lời tỏ tình hay các thông điệp tình yêu. Bên cạnh hoa và chocolate, người Ý còn tặng những món quà rất đắt giá khác cho người phụ nữ của mình như nước hoa, trang sức kim cương. Romania. Romania có ngày lễ tình nhân riêng vào ngày 24 tháng 2 với tên gọi Dragobete hay còn được biết đến là ngày những đôi chim kết tổ. Người Romania tin rằng nếu ai đó dẫm lên chân nửa kia của mình trong dịp này, họ sẽ là người dẫn dắt mối quan hệ. Hiện còn rất nhiều tranh luận về người Romania có hộp Valentine với ngày Dragobete truyền thống hay không. Ngày lễ này còn được đặt tên theo một nhân vật trong truyện Romania, người được cho là con trai của Papadocia. Từ Drac trong tên của ông cũng là từ Drac trong Dragoste, tình yêu. Những năm gần đây, Romania cũng đã tổ chức ngày Valentine, mặc dù có ngày lễ truyền thống Dragobete. Điều này đã nhận được sự phản đối từ nhiều tổ chức,
đặc biệt là các tổ chức quốc gia như Noah Driftar. Họ cho rằng Valentine chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài và mang nặng tính thương mại. Mỹ. Ngày Valentine ở Mỹ rất đa dạng. Người ta tặng nhau bất cứ thứ gì, sô-cô-la, hoa hồng đến những món đồ được mua trực tuyến hay thẻ quà tặng. Các đôi tình nhân thường tổ chức lễ tình yêu ở nhà riêng hoặc tới các buổi khiêu vũ. Một điều đặc biệt không giống như các quốc gia khác, các trường học ở Mỹ cũng tổ chức Valentine cho học sinh của mình. Một đất nước với những phong tục rất riêng nhưng cũng chiếm được cảm tình của nhiều giới trẻ. Trong ngày lễ này, họ trao nhau những thanh kẹo sô-cô-la ngọt ngào hay những bông hồng ngào ngạt hương thơm.